Hôm nay đội này về một tổ mới. Quá đẹp luôn. Chuẩn rừng luôn nhé. Anh đổ sang bên này không em? Vào mùa mật ong nên đi lấy được. Anh lấy ở chỗ này là mấy tổ đấy hay là một tổ? Ui giời, cái này 3-4 tụ đấy. Nhìn thấy hai loại sáp khác nhau là biết. Có hai loại sáp. Một sáp dài, một sáp đặc. Mẹ lấy con cái thìa. Cái thiệt nhỉ? Thìa vét. Ơ con đừng để cho chú ấy. Chuẩn. Đậu chuỗi là chim này. Tổ này được của gần 9 cân. Mấy tổ mới gom lại được.